Và cái chấm đỏ ở đây này các bạn, thì mình chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không? Đó là ý chí của chủ doanh nghiệp, cái khẩu vị rủi ro của cái người làm chủ doanh nghiệp đấy, họ đang ở cái level nào? Họ level là dấn thân, giống như việc là startup khởi nghiệp đúng không? Đốc thân thân, bất chấp, đúng rồi, phải là bất chấp là mô hình, miễn sao được tôi thì doanh nghiệp tôi tồn tại, miễn sao là dự án tôi thành công để tôi huy động vốn, tôi gọi vốn, hoặc là tôi phát triển. Nhưng mà đến một trường mực nào họ sẽ phải nhận ra nó là một cái tư duy quá trình các bạn ạ. Thì ông chủ doanh nghiệp này các bạn ạ, nó cũng chỉ đơn giản là tư duy quá trình, là từ đầu họ nghĩ là cần phải sống sót tồn tại, nhưng mà sau thì họ sẽ thấy là cần phải thận trọng hơn, bởi vì nếu sai một ly thì đúng là đi một dặm thật. Nếu mà không có một cái sự rà soát kỹ lưỡng thì đôi khi là kiếm được 10 đồng về nhưng mà lại phải trả tới 20 đồng cho những cái sự cố pháp lý phải phát sinh. Cái ý chí của chủ doanh nghiệp này họ cũng sẽ là theo cái quá trình họ nhận thức ra, và khi họ nhận thức ra đến đâu, họ coi trọng pháp chế đến đâu, thì pháp chế sẽ có những cái vị trí đến đó. Đấy là cái yếu tố chi phối pháp chế.